Thời tiết quá đẹp, hai gia đình cùng rủ nhau đi food tour Hải Phòng. Và chuẩn bị từ hôm trước là hai cái xe Brompton đó, và sau là hẹn nhau ở Yon Mo Long Biên, mang nốt hai cái xe Brompton khác chất lên. Chúng tôi bắt đầu di chuyển bằng ô tô đến Hải Phòng. Vừa mới bước chân đến Hải Phòng thì nói ôi rồi ôi luôn. Xong, một xe mẹc đã thơm một đít, một con xe khách dừng ở Yon Mo ở Hải Phòng. Cũng không quên làm tí William Cường. Tất nhiên là xe được gấp gọn lại và đến đây chúng tôi sẽ mở xe lên. Bốn cái xe đạp Brompton và túi, sau đó xách ra ngoài. Tất nhiên là xách ra ngoài rồi, không ai cho đi xe này rồi. Mất khoảng 5 phút để chúng tôi mở cái xe ra. Đói quá rồi, và đến giờ sáng là khoảng 8 giờ sáng là chúng tôi rủ nhau đi ăn bún cá cay đặc sản Hải Phòng rồi. Bát bún cá đầy ắp, rất là ngon. Và đây là thành quả sau 5 phút, không còn một giọng bún nào luôn. Tiếp đó thì chúng tôi bắt đầu di chuyển đi shopping quần áo cho đôi bạn trẻ Nam Vân gặp đối tác. Sau khi shopping xong thì bắt đầu di chuyển đến nhà thành phố. Chỗ này có vẻ là trung tâm nhất ở Hải Phòng đây rồi. Ok. Tất cả là một vòng đứng xếp hàng chụp ảnh thôi, nhờ các cháu học sinh chụp ảnh. Sau khi trên điểm đầu tiên thì bắt đầu chúng tôi di chuyển đến các điểm tiếp theo. Đường xá thì không biết, tất cả phải dùng Google Maps và hỏi người dân ở đây thôi. Mình Hà Nội đến mà mình khác. Đây là bảo tàng Hải Phòng. Sau khi đi qua cái bảo tàng Hải Phòng thì chúng tôi sẽ đến cái điểm tiếp theo, để chính thứ hai. Đó là điểm bưu điện trung tâm của thành phố. Khá là đẹp, ở ngay góc ngã tư ngã năm gì đấy. Vẫn lại cứ là check in chụp ảnh thôi. Sau khi ăn được vài con ảnh khá đẹp thì bắt đầu chúng tôi đi di chuyển tiếp đến cầu Bạch Đằng. Thời tiết đây khá là đẹp này. Nhìn thời tiết trời không có nắng, đạp rất dễ chịu. Mọi người nghỉ ngơi một chút sau bắt đầu di chuyển tiếp đến cái điểm ga Hải Phòng. Thì đến Hải Phòng thì sẽ không thể bỏ qua cái điểm ga Hải Phòng được. Ở đây thì rất là khó để tìm người nhờ chụp ảnh, nhưng mà cuối cùng vẫn có thể tìm được anh rất đẹp trai chụp ảnh hộ. Cứ chụp cái ảnh check in đã cho nó biết đã từng đến đã. Chứ nhẽ đi Hải Phòng thì không đến cả Hải Phòng thì anh em cười cho. Sau đấy thì mọi người đạp xe vòng 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 quanh Hải Phòng. Hải Phòng là không lòng vòng được, nhưng mà tụi đấy rất thích lòng vòng. Khát nước rồi, rẽ vào cái chỗ An Trà này làm cốc trà đặc sản Hải Phòng. Nice. Tranh thủ xem có món gì ăn tiếp theo hay không. Đây là food tour mà ăn cho đến khi khó ăn nữa nữa thôi. Đây, ốc Hải Phòng luôn. Đấy, không thiếu món gì nhá, ăn rất nhanh. Đây, xe được gấp lại để gọn một chỗ thì đồng tiền cứ phải đi liền khúc ruột các bạn. Ok. Đấy, Hải Phòng ốc này, ngon chưa? Ngọi cứ gọi là lứa tứ phứa luôn. Chờ để ra quay đủ các món thì cũng phải chờ đến 2-3 lần cứ quay cái nào xong cái đấy. Sau khi nhồi hết đống ốc thì cũng đã đến trưa, nắng lên, trời rất là đẹp. Thì tất cả lịch trình của chuyến đi này thì đều không có được chuẩn bị từ trước đâu. Đang xem có cái điểm nào hay thì mọi người lưu tìm trên Google, rồi sau bắt đầu tìm Google Maps đến địa chỉ đó ăn và check in. Bụng thì no căng rồi nhưng mà vẫn còn có món chưa ăn nữa, đó chính là chè. Thôi cũng phải rẽ vào làm cốc chè hoa phượng, chè trái dừa, chè sầu riêng đã cho nó đủ. Rồi, chè xong thì lại cà phê tiếp, cà phê ngắm đường ngắm phố. Đến lúc này thì bụng không thể chứa nổi rồi, còn thiếu cái món bánh mì Hải Phòng thì thôi, chịu khó mang về vậy. Mọi người di chuyển quay lại chỗ để ô tô Yon Mo Hải Phòng. Xe thì lại được cấp gọn và trả lại trong cốp xe thôi, sau đó lấy ô tô để đi mua nốt mấy cái thứ mang về. Không có bụng chứa nữa rồi.